xin chào quý vị khán giả đến với kênh YouTube nghệ sĩ Tiết Cương. Hôm nay Tiết Cương đang ngồi đây uống cà phê đá. Lần đầu tiên bà con mới thấy tôi uống cà phê đá. Cà phê này uống được cái nó tỉnh táo mà nó không bị ép tim. Với phần tôi cũng uống cà phê giảo mà ngọt ngọt như chè đó, nhưng mà vậy đó nó nhẹ, chứ còn uống mà cà phê đắng quá nó uống không quen. Sáng nay Tiết Cương ngồi để uống cà phê. Hôm nay sẽ review cho quý khán giả một chiếc xe mà bà con hay nói là: ủa anh Tiết Cương ơi, anh hay review xe mà sao anh không review xe của anh? Hôm nay tôi sẽ review xe của tôi. Hôm nay thấy đeo kiến này không? Ngầu không? Sở dĩ tôi đeo cái kiến này á để phù hợp với chiếc xe. Mà chiếc xe khủng của tôi đó là chiếc xe gì? Đó chính là chiếc xe này đây. Chiếc xe đạp hiệu Oyama. Đây là chiếc xe đạp nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan về nha bà con. Chiếc xe này thì Tiết Cương đã chạy nó nay cũng gần được 10 năm rồi đó. Hôm nay Tiết Cương xin giới thiệu với tất cả mọi người chiếc xe đạp này có hai điều để nói về nó rất đặc biệt. Thứ nhất là về lai lịch của chiếc xe này, nó là một chiếc xe nhiều kỷ niệm. Cái thứ hai là nhìn cái xe nó cùn cùn cù bắp vậy đó, nhưng mà nó có tính năng của nó khá đặc biệt. Và đặc biệt như thế nào thì chút xíu Tiết Cương sẽ cùng quý vị trải nghiệm chiếc xe này nhé. Kính thưa bà con, chiếc xe này Tiết Cương muốn kể về nó. Nó là một chiếc xe rất kỷ niệm mà Tiết Cương đã giữ nó 10 năm nay. Bật mí quý vị, chiếc xe này là của cố ca sĩ Minh Thuận. Kể cho quý vị nghe, cách đây 10 năm thì lúc đó Tiết Cương tập các cái đơ trên của anh Quốc Thịnh á. Thì lúc đó khoảng 2010 thì tập để đóng phim Vật Chứng Mong Manh. Sau đó thì trong quá trình tập á, thì lúc đó Tiết Cương đi xe máy và anh Minh Thuận á, ảnh cũng lên chỗ ảnh tập. Và ảnh đi chiếc xe đạp này. Tiết Cương thì tập để đóng phim, còn anh Thuận tập thì để cho khỏe thôi. Và Tiết Cương thấy ảnh chạy chiếc xe đạp này lên thì lúc đó nhìn rất là thích. Thì mới hỏi là: anh Thuận ơi, anh chạy chiếc xe này dễ thương quá, khi nào anh không chạy nữa thì anh để lại cho em nha. Cái anh Thuận anh nói ok. Thì cũng một thời gian thì tập khoảng vài tháng thì anh Thuận ảnh nói là: Tiết Cương ơi, anh chuẩn bị sắm chiếc mới rồi, chiếc này anh để lại cho em. Anh Thuận ảnh đạp từ nhà ảnh lên chỗ tập thì cái xe này nó không đáp ứng được cái tiêu chí đó. Cái xe của ảnh bây giờ ảnh muốn nâng cấp một chiếc xe nó tương đối chuyên nghiệp hơn. Và chiếc xe này thì chỉ để chạy quanh quanh vòng vòng thôi. Thì Tiết Cương thì đâu có nhu cầu đạp xa như ảnh, tại vì anh Thuận ảnh muốn đạp một cách xa và ảnh có thể đi phượt luôn. Sau đó thì ảnh mới nhượng lại cho Tiết Cương, ảnh vừa bán vừa tặng cho Tiết Cương hình như có mấy triệu mà. Rồi sau đó ảnh sắm một chiếc xe đạp mà Tiết Cương nhớ là cũng tương đối chuyên nghiệp á, nhìn vô rất rất là rồ. Rồi sau đó thì Tiết Cương bắt đầu giữ chiếc xe này và đạp cho đến bây giờ. Cái thời gian sau này thì bận quá thì ít đạp, người lúc trước thì đạp thường xuyên hơn. Theo Tiết Cương nghĩ đạp xe đạp rất là tốt, và các bác sĩ thì khuyên rằng trên 50 tuổi thì mình không nên vận động mạnh, là không nên chạy bộ hay là đi bộ thì tốt, nhưng mà đừng nên chạy nhiều. Vậy chạy nhiều nó sẽ ảnh hưởng tới xương, đầu gối, và nói chung là nhịp tim mình cũng không tốt. Còn đạp xe đạp thì nó vận động nó vừa phải. Các lão tướng đi xe đạp thì các lão tướng cũng khuyên là đạp xe đạp nó rất là tốt cho sức khỏe này, vừa tim nè, vừa phổi nè, và vừa cơ bắp và hệ thống xương. Cho nên Tiết Cương giữ mãi chiếc xe của anh Minh Thuận, để mỗi lần mà mình đạp chiếc xe này hay mình đi cái mình nhớ lại kỷ niệm hai anh em tập võ chung ở trên Quốc Thịnh. Bà con đồng hành cùng với Tiết Cương trải nghiệm chiếc xe này đạp trên đường nhé. Giờ mình đi. Bơm bánh xe. Lâu quá không có chạy bánh nó mềm mà bơm giùm cái anh ơi. Bơm bánh xe đi chứ không có để đi nó dập vỏ ruột hư anh ơi.
Đây là tiệm sửa xe đạp quen của Tiết Cương. Dạ. Cứ tháng 2 tháng ra bơm xe 1 lần vậy thôi á. Bơm miễn phí luôn á chị. Không dám đâu, bình thường á là ổng lấy. Bữa nay là quay lên YouTube cái ổng giả bộ ổng miễn phí, ông mà cũng ghê lắm. Ừ. Đồng nghiệp tôi đó cha. Đi hài chung luôn á. Xưa đi diễn hài chung á. Bây giờ tôi chán rồi thôi ra bơm xe đó. Bơm hai bánh luôn. Trời xe Bình Thuận đi tới giờ này quá dữ luôn. Trời ơi, ổng biết luôn hả? Ủa bạn giới thiệu mà. Ừ đúng rồi. Rồi vậy tặng hả? Tặng nha. Rồi cảm ơn anh trai. Rồi bây giờ chúng ta let's go lên đường. Cương sẽ chia sẻ quý vị tính năng của chiếc xe này, vì sao mà Tiết Cương thích nó. Bởi vì nó không chỉ đồng hành với Tiết Cương ở thì phố, mà còn có thể đồng hành Tiết Cương ở những miền xa nữa. Bây giờ mời bà con cùng Tiết Cương review chiếc xe này nhé. Thì Tiết Cương sẽ review chiếc xe đạp kỷ niệm của Tiết Cương. Đầu tiên là cái phụt trước nó có nhúng nha bà con. Đây là nguồn gốc của nó, cũng là chiếc xe leo núi. Ngày xưa cái bánh zin của nó lúc mà Tiết Cương lấy về anh Minh Thuận, anh vẫn còn giữ cái bánh gai leo núi. Nhưng mà sau này cái ông bơm xe đạp nãy ông nói thôi, nên mình đi không có đi địa hình, mình đi thành phố, mình thay cái bánh này chạy cho nó nhẹ chứ nó bon hơn. Đó bà con thấy không, đây nó có chuồn chuồn tháo nè. Nếu mình bể bánh mình tháo ra khỏi cần phải có chìa khóa hay là cờ lê mỏ lết gì, rất là gọn. Cái dè trước này của nó ngày xưa nó là dè leo núi nha bà con. Anh Minh Thuận về ảnh đã thay cái dè này. Tiết Cương nghĩ là ảnh thay cái cặp này với cặp sau, với cái sau là mục đích chắc là để anh gắn cái ba ga. Ảnh có không phải chở người mà đôi khi thấy cũng ảnh cũng chở túi sách hay gì đó đem theo để thay đồ á, thì ảnh gắn thêm ba ga này, là ba ga gắn thêm. Chứ zin nó là cái thời đó là cái dè leo núi, nó chĩa ra này nè, chĩa này nó rất là bị văng, trời mưa chạy nó bị văng sình. Còn đây là cái này là chỉnh clip. Đó, này đĩa, đĩa trước nè. Đó. Là có 3 đĩa. Còn này là chỉnh clip sau nè. Có 7 clip. Có 7 clip. 7 clip nha bà con. Đó, 1 2 3 4 5 6 7. Mình càng lên thì nó càng nhẹ đó. Hồi nãy lên dốc cầu là phải chỉnh clip á, để đạp cho nó nhẹ chứ thôi sao đạp nổi. Cái xe này là nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan nha bà con. Nó là hiệu Oyama, nhưng mà sao cái hai cái đầu tăng liếp nó là Shimano. Mà Tiết Cương nhớ Shimano nó là hàng Nhật á, nghĩa là xe này cũng thuộc dạng cao cấp á. Cái yên nó là cái này nè, mình tháo ra có lên xuống rất là tiện nha. Đó, rất là tiện, tùy theo chiều cao của mỗi người. Mình dở ra mình đây là cứng ngắc luôn. Lúc mua là anh Minh Thuận có để sẵn cái ổ khóa này cho Tiết Cương luôn. Cái mã của nó là này, mã của nó mình lấy theo cái này nè, cái dọc ngang này nè. Thôi tôi phải giấu chứ, tôi đọc cái bà con biết mốt bà con chôm xe tôi làm sao. Đây cái túi này là ảnh có sẵn nha, ảnh gắn sẵn cho Tiết Cương, đựng cũng được một số đồ, ví dụ như đó cái mắt kiến đang đeo nè. Ủa đâu rồi mắt kiến rồi, tháo ra để đâu rồi, đây mắt kiến đây. Nếu mà không đeo cái, mình không đeo cái vỏ, mình bỏ cái mắt kiến vào đây cũng vừa nè, đó vừa khách luôn đó, bỏ chìa khóa rồi cũng được. Phía trên này hồi xưa ảnh có gắn cái miếng để điện thoại nè, mà Tiết Cương vậy Tiết Cương tháo ra rồi, cái chuông có sẵn luôn. Hai cái bao tay này hồi xưa là màu đen xám, mà để lâu quá tôi không chạy, có thời gian không chạy cái nó chảy ra luôn. Giờ Tiết Cương gắn hai cục màu đỏ cho nó nổi nổi.
Rồi. Cả cái đèn, cái miner này là có sẵn, cái miner này là chắc là sau này gắn cái dè nó có vô. Còn đây cái đèn này là trong xe nó có sẵn nha bà con. Lúc mới mua về nó chớp tắt đẹp lắm, mà bây giờ mình để lâu quá nó hết pin rồi. Chứ nếu mình thay pin nó vẫn còn chớp tắt được, đẹp lắm này, để mình chạy ban đêm á nó đỡ nguy hiểm. Xe người ta, những cái xe hơi, xe lớn người ta nhìn thấy mình nó tránh. Đó. Còn một tính năng nữa mà Tiết Cương rất thích ở xe này, bây giờ cuối cùng tôi mới bật mí. Đó là điều gì? Đầu tiên là phải như thế này. Đó, đầu tiên là cái pedal này trước. Hồi xưa cái pedal này nó là bằng nhựa. Cái chạy thời gian sao cái tự nhiên nó bị hư, nó bể. Cái Tiết Cương phải chạy ra tận Tân Thành á. Mới mua mới có đó. Tại vì sao không? Nó là pedal gấp, nó gấp lại được đó. Đặc biệt nằm đây nè, đó. Kéo ra nè. Gam đó, dở lên. Gấp vô gọn, bên này cũng vậy nữa. Đó, qua bên này, bên này, bên này. Đó, cái này kéo ra nha bà con. Bật mạnh cái, kéo ra. Hạ xuống, đó, gấp được. Một cái gấp. Cái gấp thứ hai là cái di đông này gấp được. Đó, mình tháo ra. Đó, mình chịu cái giò mình lại. Ây da, ây da, lâu quá không có làm. Nó bị kẹt. Nó bị cứng, hơi cứng. Tại lâu quá thì gương mới đi. Ây da, đó. Thấy không? Nó đã nằm ngang rồi nè. Đó. Một cái, hai cái nè. Cái thứ ba nó nằm ngang rồi, thấy không? Còn một cái nữa, phải gấp lại. Đó là cái gì? Đó chính là cái sườn. Mình sẽ gấp nó lại. Cái sườn này chúng ta có thể mở nó ra, nó có cái chốt nè. Đó. Xong gấp nó lại, đó, rất là gọn. Và sau đó chúng ta làm gì? Chúng ta bỏ nó vô đây. Và mình sẽ bỏ nó vô cái cốp xe Vios thần thánh của Tiết Cương. Đó. Bỏ vô. Đồ hơi nhiều, hơi dướng xíu. Xong rồi đó, nó còn kẹt chút chiếu ở đây nữa nè. Vô kẹt ở trong này nhiều rồi quá. Rồi vô. Rồi bây giờ chỉ cần thế là let go, chúng ta lên đường. Chiếc xe này Tiết Cương rất thích bởi vì có thể bỏ nó vào cốp xe. Ngày xưa thì đi chiếc Fortuner nó bự, bỏ vô nó dễ hơn. Bây giờ xuống chiếc Vios thì hơi chật xíu nhưng mà nó vẫn vô ngọt ngào ha. Thế là Tiết Cương đã bỏ được chiếc xe đạp này. Mình đi quay phim ở chỗ nào xa, ở khoảng tầng hai tầng á, mình bỏ nó vô, tới nơi mình đạp xe đạp đi một vòng, chọc ghẹo bà con chơi. Thứ hai là thí dụ mình đi biển ha, mình xe tới bờ biển cái mình lấy xe tới mình đạp, mình chạy trên bờ biển. Ô, gió thổi tóc bay. Mà đạp của mình thì hơi giống khùng xíu, phải có em nào đẹp ngồi sao chắc tươi xanh hơn. Như vậy là quý vị đã biết được chiếc xe đạp huyền thoại của Tiết Cương và chiếc xe đầy kỷ niệm của Tiết Cương và anh Minh Thuận. Cảm ơn bà con đã theo dõi clip chiếc xe đạp Osama gấp của Tiết Cương. Xin chào và tạm biệt bà con. Hẹn gặp lại ở clip sau. Đó là clip gì? Clip nói về chiếc Vios thần thánh nữa của Tiết Cương. Đây là một chiếc xe cũng trải qua nhiều kỷ niệm với tôi. Xin chào và tạm biệt và hẹn gặp lại bà con ở clip xe Vios.